Hôm nay, ngày 2 tháng 11 năm 2023, hãng Kia đã chính thức tổ chức sự kiện ra mắt phiên bản nâng cấp của dòng sedan hạng trung K5 ở thị trường nội địa Hàn Quốc. Tại thị trường này, xe có 3 phiên bản là Prestige, Noblesse và Signature cùng giá bán dao động từ 27,84 đến 39,54 triệu won, khoảng 507 đến 720 triệu đồng. Ở phiên bản nâng cấp, Kia K5 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu Kia. Có thể thấy rõ điều này qua thiết kế giải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo dễ lấy cảm hứng từ bản đồ sao, tương tự các mẫu xe Kia đời mới như Seltos, Morning, Sorento hay Carnival. Ngoài ra, Kia K5 2024 còn được bổ sung đèn pha LED mới được thiết kế nhỏ gọn và hiện đại hơn. Bên cạnh đèn pha là lưới tản nhiệt mũi hổ, đặc trưng với mắt lưới hình tổ ong mới. Cản trước của xe có thiết kế thể thao hơn với tạo hình đôi cánh và khe gió giả cỡ lớn ở hai góc, trang trí bằng nẹp mạ chrome nằm dọc. Điểm nhấn tiếp theo của mẫu sedan hạng trung này nằm ở vành la răng và đèn hậu. Trong đó, cụm đèn hậu LED được thiết kế nằm vắt ngang đuôi xe và có tạo hình lấy cảm hứng từ bản đồ sao, tương tự giải đèn LED định vị ban ngày. Cản sau của xe được cải tiến nhẹ với sự biến mất của hai khe gió giả. Bước vào bên trong xe, khách hàng sẽ bắt gặp những trang bị mới như màn hình cong trên mặt táp lô, tích hợp bằng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Thêm vào đó là cửa cốp chỉnh điện, kính cách âm hai lớp, camera hành trình cả trước lẫn sau, tính năng cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, công nghệ khóa kỹ thuật số Digital Key 2, máy quét vân tay, màn hình hiển thị thông tin kính lái H và ghế sau gập 60-40. Ở thị trường Hàn Quốc, Kia K5 2024 còn có thêm gói trang bị Black Fit mới. Gói này bao gồm bộ khoách tán gió sau và đầu ống xả màu tối, vành hợp kim 18 inch hoặc 19 inch với thiết kế riêng, ốp gương chiếu hậu màu đen cũng như trần xe bọc bằng da lộn màu đen. Không chỉ trang bị tiện nghi mà tính năng an toàn của xe cũng được nâng cấp. Cụ thể, xe sở hữu vô lăng rung để cảnh báo, hệ thống cảnh báo khoảng cách đỗ xe phía sau và hỗ trợ tránh va chạm khi lùi trong bãi đỗ. Trong khi đó, camera bên sườn của xe sẽ hiển thị hình ảnh khu vực phía sau xe lên bảng đồng hồ kỹ thuật số khi người lái bật đèn xi nhan. Đáng tiếc là động cơ của Kia K5 2024 tại thị trường Hàn Quốc không có gì thay đổi. Xe vẫn có 4 tùy chọn động cơ, đầu tiên là máy xăng 4 xi lanh, dung tích 2.0 lít với công suất tối đa 160 mã lực và mô men xoắn cực đại 196 Nm, đồng hành cùng hộp số tự động 6 cấp. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.6 lít, cho công suất tối đa 180 mã lực và mô men xoắn cực đại 265 Nm. Sức mạnh được chuyển tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Thứ ba là động cơ Smart Stream L2 không dùng khí dầu mỏ hóa lỏng đi với dung tích 2.0 lít, cho công suất tối đa 146 mã lực và mô men xoắn cực đại 191 Nm. Động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Cuối cùng là hệ truyền động Hybrid, bao gồm máy xăng Smart Stream G20HEV, motor điện và hộp số tự động 6 cấp. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 152 mã lực và mô men xoắn cực đại 188 Nm. Sau Hàn Quốc, Kia K5 mới dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường khác, bao gồm cả Việt Nam.